Ly vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mình đau thì cũng đã đau rồi, mình tha thứ cho nhau đi, đừng có khóc nữa nha. Vi ơi, khán giả anh Tiến ơi, với một ca khúc vừa rồi ở dưới có một vị khán giả giấu tên gửi tặng cho anh một món quà. Có quà hay. Tại vì anh đã hát một ca khúc này, đây chính là món quà của anh. Khán giả có nhắn nhủ là hãy chậm nước mắt đi, đừng có vừa khóc hát vừa khóc như vậy. Trời ơi. Cái đó là cái skill của anh đó em. Cái skill nhỉ? Đúng rồi, anh vừa hát vừa khóc, em làm được không? Em vừa hát vừa cười. Còn em hát vừa cười. Vừa hát vừa cười. Không, chị vừa hát vừa khóc hay hơn anh Tiến đó chứ. Đúng. Trời, vừa hát vừa khóc là nghề của em à. Vừa hát vừa cười. Vừa hát vừa cười. Trời ơi, dường người xưa người ta có câu là vừa hát vừa cười ăn 10 cục. Cục ức. Cục dây. Cục ức. Ức gì? Ức ức gà hả? Ức gà gì? Trời ơi, Vy Lan ơi. Gì? Chị không có bồ mà sao chị bị cấm sừng Vy Lan? Đâu có kẹo con, chị đánh kẹo, kẹo dư chị gắm đầu. Hải Đăng có chuyện nói với chị nè. Hải Đăng. Thôi 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 thôi. Mấy chị. Thôi lại, đứng lại. Trăm ngàn. Đứng lại. Phải tương tác với bạn diễn nè. Mấy chị vừa khóc vừa cười vừa vừa hát vừa cười, vừa hát vừa khóc là xưa rồi. Rồi sao sao? Sao? Em vừa hát vừa nhõng nhẽo. Trời ơi, đâu là làm coi làm coi làm coi làm coi làm coi. Camera zoom cảnh khúc này nè. Vô giữa nè. 2, 3 bắt đầu anh đón nè em. Chị Nhã điểm danh. Ta hiểu lý do sao phải chị có Nhã lý điểm do danh gì? Rồi ai trên sân khấu trừ hình trăm ngàn. Không 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 má, tao né ra đàng hoàng nha. Trời ơi, hồi nãy mới bước xuống đây là chưa kịp lên luôn á trời. Tao nói rồi, tao cảnh báo trước rồi, thắng vô làm chi. Đưa con số gì ra, con số gì ra, ba gì đi con, ba gì đây, ba gì đi ba gì ra. Đây con ba gì ra chuông đồ chùa xa. Chiều tan trường về đêm cùng lãng chung bước á. Anh Điệp núi nào đường đi hồng. Ủa là gì? Để mà quay qua đi bà hông là sao? Định xoay qua là kêu mày làm Điệp mà thôi quên. Ủa thui gì? Cưng không có được, cái gạt cái tướng con chị sợ quá. Hát lại đi chị. Ui. Hát lại ha. Chuông đồ chùa xa. Chiều tan trường về đêm cùng lãng chung bước á. Ấy là trời ơi trời, tôi mà gồng chút xíu thì nó đỡ hơn là thằng Đăng á. Mày gồng lên được không? Chút xíu rồi làm lại lần đỡ nữa nha. Đăng nhiều. Ok ok. Sợ quá. Chuông đồ chùa xa, chiều tan trường về đêm cùng lãng chung bước. Cái tay gì vậy? Ý là có mà có thằng Điệp nào mà cái tay gì không? Để vậy là trời. Rồi. Làm lại đi. Cuối nẻo đường đi, lan khóc lên sầu bi, lan khóc tiền người đi à. Gặp nhau lang khẽ nói yêu mãi nha anh, em thương anh còn đau cái gì đi vô. Trời ơi là trời, tôi sợ thì cái chứ Điệp. 34 34 34 34. Trời ơi sợ năm thanh lịch quá là ba. Mình chưa nhận quà mà mình mới có nhận con gấu bông mà mình đi về rồi hả? Đó rồi quý vị ơi, bên dưới còn ai mình trên con số 4 không quý vị? Chứ em ghi nhận có một anh trai rất đẹp trai đoạt giải con số 4 thưa quý vị. Dạ đúng rồi anh ơi, bây giờ một phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng đang chờ đợi anh bên trong. Nhưng đặc biệt ở vòng loại này anh còn nhận thêm được một khuyến mãi nữa anh. Dạ, ngoài hai bà BD này thì anh có chọn được người nào không anh? Dạ. Anh chọn em đi, em giỏi lắm á. Giỏi sao? Em biết hung nè. Ơi sao cái lý do kỳ quá. Anh ơi, thôi bây giờ chọn hai em khó quá. Thì bây giờ em có một câu hỏi dành cho anh. Bây giờ chỉ có một mình anh kinh dùm loại này thôi. Thì anh muốn nhận tròn vẹn tặng phẩm hay là mình qua mình quay số. Nó quay con số lớn nhất mình nhận tròn vẹn tặng phẩm luôn. Mình chọn hay là chia? Quay số hay là chia đều? Rồi nếu mà quay thì anh qua lòng còn quay giùm em. Còn nếu mà chia thì mình sẽ vô trong mình chia. Quay hay là chia? Quay chia hay là quay? Quay đi ha anh ha. Quay. Quay ha. Quay số rồi. Bây giờ anh sẽ bỏ tất cả những cái ban giờ đau lòng cầu. Nếu mà anh quay ra một con số lớn nhất thì anh sẽ nhận qua tròn vẹn tặng phẩm cho mình. Đó là một voucher trị giá 1 triệu đồng. Rồi lòng cầu quay rỗng rẽ lên giùm em. Mạnh lên em, quay mạnh lên. Rồi em mời anh qua lòng cầu giùm em. Rồi quay ngay giữa lòng cầu luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Quay mạnh lên anh. Quay lên anh. Ừ. Rồi thả ra, thả ra. Đúng rồi. Rồi dừng lại. Dừng lại đi. Dừng lại. Rồi lấy một trái banh đi anh. Mời anh nhận con banh của mình. Dạ. Dạ mời anh ra chuỗi giùm em. Khoan hãy coi nha. Tôi tự thấy coi. Bây giờ như vậy anh nghiêm trọng lắm. Anh tự đọc luôn cái số mình vừa quay nha. Dạ rồi. 21. Yeah! Thành công rồi. Chúng tôi anh. Và chỉ có duy nhất một mình anh đạt giải bằng con số lớn nhất trong vòng loại này. Mời anh vào bên trong và nhận về trọn vẹn giải thưởng một phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng.
Ảnh vẫn còn gãi đầu. Ảnh còn đang rất hoang mang, không biết lý do tại. Vâng, và chúng em thành thật xin lỗi anh. Vừa rồi là một màn đã tập dượt trước thưa quý vị. Thao túng tâm lý để lấy 17 tỷ thưa quý vị. Dạ quý vị ơi, thì ra chỉ có một vị khán giả đoạt giải thì tất nhiên quý vị sẽ nhận trọn vẹn giải thưởng đó. Còn quý vị chỉ có kinh trùng hay là nhiều người kinh thì mình mới quay số hay là chia đều quý vị nha. Cái điều đó còn tùy thuộc vào tất cả quý vị. Dạ chúng em chỉ dẫn chơi thôi quý vị, đó đùa cho một xíu cho nó vui thôi quý vị. Có ba. Số cuối cùng là số 10. Đầy đủ hợp lệ. Dạ dạ, hợp lệ rồi. Gì mà đó. Đã rồi, bây giờ nè, chỉ có một vị chủ nhân đoạt giải thôi. Bây giờ tặng phẩm mình sẽ chia đều hay quay số ạ? Chia số. Quay số. Quay số được hả? Wow. Quay số. Xin mời anh đến với Long Cầu. Dạ rồi, vâng, em mời Long em qua đây. Long Cầu quay đã sẵn sàng và anh ra sẽ vào vị trí. Mời Bình Khải xây đều. Dạ rồi, bây giờ anh xây đều rồi, lấy cho anh. Mời anh Thờn ở dưới đây. Đó. Dạ rồi, đây, anh mời anh ra đây. Anh đọc lớn lên cái số mình vừa quay ạ. Hồi hộp quá. 26. Wow, 26. Và mời anh vào bên trong và nhận chọn về một phiếu mua 2 triệu giá 1 triệu đồng. Dạ mời anh vô bên trong. Dạ. Đã quá. Thì ra đã có 2 nạn nhân lọt vào bẫy của chúng ta. Trời ơi, mới vừa vòng nãy luôn. Anh này chắc là mới tới đó em. Dạ. Nếu như anh không quay số thì anh vẫn nhận trọn vẹn một cái voucher thôi. Vâng, ngay bây giờ kính thưa quý vị, vòng loại tiếp theo vẫn là vòng loại. Cảm ơn quý vị đã tặng bom cho em. Vòng loại tiếp theo đó quý vị là một cái vòng loại cũng rất là đặc biệt. Vòng loại 20.000 đồng để nhận về cho mình một cái phiếu mua hàng, một cái voucher 1 triệu đồng. Yeah. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị hứa mấy mình sẽ cấu đi gặp gỡ và lắng nghe qua tiếng hát của Hoa hậu Hương Tiểu Vy. Cuba, Masuki là mì, Masuki, Masuki, Masuki là mì. Cuba, Cuba, 53 chứ 53, 53. Hả? Sao vậy chị? Hả? Sao vậy? Bạn diễn của Cường nó hát cái bài gì? Cuba, Cuba, Masuki là mì. Cuba. Chị không biết hát bài đâu. Bà quá tuổi thơ phải không? Anh rồi. Biết là bà biết là Masuki Lami hoạt hình rồi. Ừ. Nhưng mà nó hát cái tiếng gì vậy? Bây giờ không có nhạc này, cứ hát lại cho chị nghe lần nữa. Thiệt nè, chị nói thiệt. Chị nghe chị không hiểu hả? Cuba, Cuba Masuki Lami. Rồi vậy thôi đó. Dò số tiếp. Ui da. Dò số tiếp quý vị ơi. Số gì nữa? Còn có gì ra? Cuba, Masuki là mi, Cuba 53, 53 của 53. Số gì nữa còn số gì ra mấy nha? Số gì này số gì ra? Còn số gì này số gì ra? Tuổi em còn xuân như bông hoa mới nở bông bông. Mà đời chờ bao kẻ mà ước mơ. Anh hai không mà kẻo không là nguy khôn. Này còn số 4, còn số 4, Cuba, còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4 nè thấy không? Còn số 4.